Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, gọi tắt là ISDS, năm 2008, người khuyết tật cả nước chiếm khoảng 15% dân số. Riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 44.352 người khuyết tật, trong đó có khoảng 15.000 người khuyết tật nặng thuộc các dạng bại não, liệt tứ chi, v.v. do nhiều nguyên nhân như tai nạn, bẩm sinh, hậu quả của chiến tranh, v.v. Đa phần, người khuyết tật bị hạn chế rất nhiều trong việc di chuyển, đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, người khuyết tật cũng gặp rất nhiều trở ngại trong việc hòa nhập cộng đồng, tiếp cận các công trình công cộng, tham gia vào các hoạt động xã hội và chịu áp lực từ thái độ, sự phân biệt đối xử của những người xung quanh. Chính những rào cản vô hình và hữu hình đó đã dần đẩy người khuyết tật rơi vào thế giới của mặc cảm, tự ti, cho rằng mình là gánh nặng của gia đình, xã hội và mất dần khả năng tự quyết định cuộc sống bản thân mình. Thế nhưng, một cánh cửa mới đã mở ra mang đến nhiều cơ hội cho những người khuyết tật nặng ấy. Như một luồng gió mát, chương trình đã và đang làm thay đổi cuộc sống của chính người khuyết tật và làm thay đổi cả cách suy nghĩ, nhận định, hành động của những người xung quanh đối với người khuyết tật. Đó là dự án Sống Độc Lập, Independent Living, được triển khai từ tháng 8 năm 2010. Đây là chương trình thí điểm của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển, gọi tắt là DRD, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được sự tài trợ của Nippon Foundation thông qua Tổ chức Người Khuyết tật Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, DPIAP, và sự hỗ trợ kỹ thuật của Hiệp hội Chăm sóc Con người, Human Care Association, Nhật Bản. Dự án Sống Độc Lập ra đời nhằm hỗ trợ từng cá nhân người khuyết tật nặng phát huy hết tiềm năng sống độc lập tại gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật trong việc học tập và làm việc. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp cho người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội, tiếp cận giao thông, các công trình công cộng, phương tiện giải trí, tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng, giúp họ tự tin vào mình hơn và thay đổi cách nhìn của những người xung quanh về người khuyết tật. Đây là mô hình xã hội đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, các nước châu Âu, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, v.v. Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2005 với sứ mạng luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho người khuyết tật, khuyến khích và tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội. Hiện trung tâm đã thực hiện nhiều chương trình hiệu quả trong việc trợ giúp người khuyết tật. Và dự án Sống Độc Lập là một trong những hoạt động được đánh giá cao của trung tâm. Hiện các hoạt động như tập huấn kỹ năng, hội thảo, tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, tham vấn đồng cảnh, học bổng người bạn đồng hành dành cho sinh viên khuyết tật, liên kết mạng lưới cho cá nhân và hội, nhóm luôn có tác động tích cực đối với cuộc sống của người khuyết tật. Có thể nói, sau một năm triển khai, đến nay, dự án Sống Độc Lập đã và đang thực hiện nhiều hoạt động như tập huấn kỹ năng sống độc lập, tham vấn đồng cảnh, tư vấn, cung cấp thông tin, giao lưu, dã ngoại, tham quan điều kiện tiếp cận các công trình công cộng nhằm giúp những người tham gia chương trình có được sự tự tin về giá trị và khả năng của chính mình. Từ đó, dần giúp người khuyết tật bước ra khỏi thế giới đơn độc và bi quan do chính họ hoặc do thái độ, cách nhìn nhận của người xung quanh vô tình đã xây nên. Gần đây chúng ta có công ước quyền của người khuyết tật và Việt Nam có luật người khuyết tật Việt Nam, mà trong đó thì đi theo cái xu hướng là xây dựng một cái mô hình xã hội để hỗ trợ người khuyết tật, có nghĩa là phá hết tất cả những cái rào cản để giúp cho người khuyết tật phát triển hết tiềm năng của mình. Ở Việt Nam chúng ta đang bắt đầu có những cái chương trình hỗ trợ người khuyết tật, nhưng mà chúng ta thường quên một cái nhóm đối tượng là những người khuyết tật nặng. Họ gặp rất là nhiều khó khăn trong những vấn đề mà hội nhập xã hội. Vì vậy mà cái mục tiêu của cái chương trình Sống Độc Lập này là tạo tất cả những điều kiện có thể để giúp cho những người khuyết tật nặng họ có được cái điều kiện, họ tham gia những cái hoạt động xã hội, đặc biệt là họ có thể đi học hoặc là đi học nghề. Và cái mong muốn của cái chương trình này là làm sao cho mọi người nhìn thấy rằng nếu như chúng ta hỗ trợ người khuyết tật một cách đúng cách, có nghĩa là
chúng ta tạo một cái môi trường không rào cản cũng như có được những cái hỗ trợ thích hợp thì họ có thể thực sự tham gia vào những hoạt động xã hội, họ vẫn có thể đi học để phát triển hết tiềm năng của mình và họ vẫn có thể đi làm để trở thành những người đóng góp cho xã hội chứ không phải là những người chỉ thụ hưởng và nhận cái sự hỗ trợ hoàn toàn từ phía người khác. Nhưng mà sống độc lập không có nghĩa là những người này phải tự họ làm hết tất cả những cái chuyện mà họ cần làm, mà điều quan trọng là họ làm được cái điều họ muốn làm dưới sự hỗ trợ của những người khác theo một cách mà chúng tôi bảo là hỗ trợ đúng cách theo cái phương cách của ngành công tác xã hội. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Tiền Giang, từ lúc lọt lòng, Lê Thị Bụi đã phải gắn chặt đời mình cùng chiếc xe lăn. Gia đình khốn khó và tuổi thơ không chút êm đềm đã khiến cô gái có thân hình nhỏ nhắn, teo tóp, càng thu mình lại. Ánh mắt cô lúc nào cũng đượm buồn và ngân ngấn nước mỗi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường. Lên thành phố Hồ Chí Minh, ngủ cùng nhóm anh chị khuyết tật mái ấm Hồng Ân và được nhận vào học tại Trung tâm Bảo trợ, Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những nụ cười vui tươi như thế này rất hiếm khi nở trên môi Bụi. Sự mặc cảm đã làm cho Bụi trở nên nhút nhát, ngại tiếp xúc nơi đông người và không dám nói lên những mong muốn chính đáng của mình. Là một trong những người sử dụng dịch vụ sống độc lập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, giờ đây Bụi có cơ hội thực hiện những điều bình dị nhất, nhưng đối với người khuyết tật như cô là cả một vấn đề. Dưới sự trợ giúp một phần của PA, cô đã có thể đến những nơi như công viên, siêu thị, các khu chợ đông đúc mà trước kia chỉ là mơ. Qua các khóa tập huấn kỹ năng sống độc lập, được các nhân viên dự án sống độc lập tham vấn đồng cảnh và cùng tham gia nhiều hoạt động khác, cô trở nên tự tin hơn trong giao tiếp. Và giờ đây, cô có thể chia sẻ kiến thức về sống độc lập đến những người đồng cảnh. Hôm nay em thật sự là em rất là tự tin khi tiếp xúc với mọi người hoặc nói chuyện với ai đó thì em không còn phải rụt rè, e dè như lúc trước nữa. Bây giờ thì em đi ra ngoài như là em đi đến những cái công viên. Lúc trước thì em đi tới thì mọi người xung quanh xem tụi em như là một người chưa từng thấy người khuyết tật đến. Có vẻ là không tiếp đón như các bạn xung quanh thì có vẻ là ngăn cấm không cho em đến thì em cũng có cái cách của mình để mà thể hiện để mà thuyết phục được bảo vệ ở đó để mà em được đến cái công viên đó và em đã vô được cái công viên và em vui chơi bình thường như là các bạn không khuyết tật. Qua cái đó thì em thấy là mình càng đi ra ngoài nhiều hơn thì mọi người xung quanh mới biết là người khuyết tật cũng còn nhu cầu rất là nhiều thứ chứ không phải là chỉ hạn chế ở bên ngoài trong nhà, không nên đang tiếp xúc ở bên ngoài. Thì em đã chứng minh cho mọi người mình thấy điều đó. Còn Dương Đình Thảo Phương, sau tai nạn dường như mọi thứ đều trở nên u tối đối với cô. Cú sốc quá lớn có lúc đã quật ngã cô gái nhỏ nhắn và xui cô nghĩ đến những điều tiêu cực. May mắn bên cô còn có lòng yêu thương, động viên của gia đình và sự an ủi từ bạn bè đã giúp cô đứng dậy. Nhưng đối diện, chấp nhận thực tế, tiếp tục sống vui vẻ, vô tư như ngày nào, với cô thật khó khăn. Những hạn chế trong khiếm khuyết đã khiến cô sống trong nỗi cam chịu, thiếu niềm tin, tự ti và mặc cảm. Thuê chung một căn phòng nhỏ trên tầng cao cùng người em trai đang học đại học, cuộc sống hàng ngày của Phương trôi qua vô vị cùng bốn bức tường bởi không thể nhờ ai hỗ trợ. Những công việc bình thường đối với mọi người như thăm hỏi bạn bè, thả bộ trong công viên và ngắm dòng người hối hả qua lại đã trở thành công việc quá khó đối với cô. Thế nhưng giờ đây, mọi việc đã thay đổi một cách nhanh chóng đối với cô. Với sự trợ giúp của nhân viên PA, Phương có thể đi chợ chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Cô cũng có thể sử dụng thành thạo máy tính để làm việc tán ngẫu với bạn bè. Đặc biệt, từ một người ít nói, sống khép mình, giờ Phương đã vui vẻ và cởi mở hơn với mọi người. Sự thay đổi đó, Phương đã có thể tự mình tìm việc làm phù hợp với bản thân
và hiện là nhân viên có năng suất làm việc tốt nhất tại một công ty thiết kế. Từ khi có dịch vụ hỗ trợ của BA á, thì cuộc sống của Phương trở nên thay đổi hẳn hoàn toàn luôn, giống như là lột xác vậy. Trước đây á, mình rất là mặc cảm và tự ti, tới ngày ngoài giờ học đi làm ra là ở trong nhà thôi, không biết gì. Nói chung là mình phụ thuộc vào gia đình hoàn toàn, không tự quyết định được điều gì cho mình cả. Nhưng mà khi có BA rồi thì mình tự quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm với những điều mà mình làm. Rồi mình tự tin hơn khi đi ra ngoài, học hỏi và giao tiếp ra ngoài, hòa nhập với cộng đồng. Nhìn Duy năng động, vui tươi trò chuyện cùng bạn bè, tự tin làm nhóm trưởng trong các phiên tham vấn đồng cảnh hay các buổi tập huấn chia sẻ về triết lý, ý nghĩa của cuộc sống độc lập đối với người khuyết tật trên chiếc xe lăn điện. Ít ai nghĩ rằng anh cũng từng buồn tủi đến rơi nước mắt khi không thể tham gia cuộc bạn học trong các hoạt động lớp. Duy bị khuyết tật tứ chi, tay chân anh đều yếu. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày gần như cần có sự trợ giúp của người khác. Tuy nhiên, những bất tiện do sự khiếm khuyết của cơ thể không ngăn được anh bước vào giảng đường đại học với mơ ước một cuộc sống độc lập đúng nghĩa cho bản thân. Là sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là một trong những người khuyết tật đầu tiên tham gia mô hình sống độc lập tại thành phố Hồ Chí Minh, Duy đã có thêm nhiều cơ hội để thực hiện những kế hoạch phát triển và khẳng định giá trị bản thân. Khi tham gia chương trình sống độc lập thì em cảm nhận được là mình thay đổi rất là nhiều từ cái thời điểm ban đầu cho đến bây giờ. Thì trước kia thì là em một người khá là rụt rè và nói chung rất là nhút nhát. Khi mà gặp người lạ hay là ai đó thì là cũng không có dám là mình tiếp xúc, hoặc là gặp những anh chị mà đồng cảnh thì là cũng không có tiếp xúc, cũng không dám tiếp xúc. Thì bây giờ thì em cảm nhận là những cái điều đó cho em thay đổi rất là nhiều. Cái sự tự tin đã tăng lên rất là nhiều. Cụ thể là khi em đi ra đường thì gặp những người đồng cảnh với mình thì em cảm thấy rất là tự nhiên, rất là bình thường, không có cái gì mà giới hạn trong suy nghĩ của mình. Hoặc là khi mà gặp những cái bạn mà không phải là người khuyết tật thì là em cũng cảm thấy mọi người đều như nhau và em tiếp xúc và nói chuyện rất là bình thường. Đó là cái thay đổi lớn nhất trong em đến giờ. Với Mỹ Thương, ước mơ tiếp tục học và bước chân vào giảng đường đại học lúc nào cũng cháy bỏng. Viết và nói rất chậm, khó khăn, nhưng Mỹ Thương chưa bao giờ muốn nghỉ học. Tập trung nghe giảng trên lớp, tối về, mượn vở bạn, cần mẫn, ghi lại bài đầy đủ, miệt mài làm bài tập và luyện viết chữ. Nhiều đêm, cô gái này học tới 1-2 giờ sáng. Bù đắp lại những thiệt thòi do bệnh tật, Mỹ Thương thông minh và tiếp thu bài khá tốt. Nhưng cuộc sống của cô cũng tẻ nhạt và gói gọn trong không gian ở trường, ở lớp và quay về nhà. Thường ngại tiếp xúc vì cho rằng mình nói khó sẽ không ai lắng nghe. Từ khi sử dụng dịch vụ sống độc lập, những hoạt động như đi dã ngoại cùng PA nấu ăn, lên kế hoạch làm việc tuần, cô có cơ hội tham gia nhiều hơn. Thường cũng biết cách diễn đạt sao cho thuận lợi trong giao tiếp khi trao đổi cùng người hỗ trợ của mình và làm việc theo kế hoạch để đạt được những điều mong muốn. Tuy những thay đổi của các bạn trong thời gian qua là rất đơn giản hoặc là điều bình thường đối với mọi người, nhưng đối với bản thân họ, đó lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Qua đó giúp họ tìm lại sự tự tin, niềm vui và ý nghĩa của cuộc đời mình. Lúc này thì mình cảm thấy rất là tự tin đi ra ngoài,
tham gia tất cả các hoạt động do chương trình Sống Độc Lập tổ chức, cũng như là mình tự quyết định tất cả những gì mình muốn. Như là trước đây mình không có thể nào chạy xe được, và cũng như là mình không thể nào nghĩ là mình đập xe ba bánh được. Nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm chương trình Sống Độc Lập, mình có thể tự làm tất cả những gì mình muốn. Với các bạn làm công tác người hỗ trợ cá nhân PA, chính cái tâm đã khiến các bạn tìm đến với công việc còn quá mới mẻ và thách thức này. Các bạn chính là một trong những nhân tố góp phần hiện thực hóa cuộc sống hòa nhập cho người khuyết tật. Bởi các bạn không chỉ hỗ trợ mà còn đồng hành cùng người khuyết tật, tạo điều kiện để họ có thể chủ động điều khiển hành vi.